nếu chúng ta bổ củi theo cách như thế này thì sẽ rất là mệt mỏi, chi phí cao, bắp tay còn cực kỳ là to. Nhưng với thời đại phát triển hiện nay, với thế kỷ 21 và bây giờ là năm 2024, thì những chiếc máy bổ củi như thế này ra đời sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được chi phí, thời gian cũng như là không tay to nữa. Và ngày hôm nay VinMart xin giới thiệu đến quý cô chú, anh chị cùng các bạn một sản phẩm, đó là một chiếc máy bổ củi sử dụng động cơ điện, siêu khỏe, giúp bổ nhanh chóng hơn. Các cái cây củi to có đường kính 20 cm, 30 cm không là vấn đề với chiếc máy này. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây là một chiếc máy bổ củi sử dụng động cơ điện, lắp motor, toàn phát, khung máy khá là chắc chắn và rất là khỏe khoắn. Với phần bộ khung kết hợp với bánh xe có khóa bánh an toàn giúp chúng ta di chuyển đẩy cái máy này một cách dễ dàng. Phần đầu bổ thiết kế hai đầu, giữa đầu bổ củi cũng như là phần motor sẽ được kết nối với phần trục dây cua rãnh đôi cũng như là bộ hộp số. Bộ hộp số ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng bộ hộp số 250. Với bộ hộp số 250 sẽ giúp máy hoạt động ổn định, bền bỉ. Motor ở đây thì mình sử dụng cho khách hàng là motor một pha 3,5 kW. Ngoài ra thì mọi người lưu ý mình có thể sử dụng được với các cái dòng motor 3 pha và với cái công suất lớn hơn cho các cái củi có đường kính lớn hơn. Motor điện ở đây là motor dây đồng và sẽ được bảo hành chính hãng bởi VinMart trong vòng 12 tháng. Và với cái chiếc máy này, thương hiệu là Turbo và model là TBC 3500 thì sản phẩm này đang được thị trường đón nhận khá là nhiều. Như video ở đầu mọi người có thể xem hoặc là video ở bên đây thì mọi người có thể thấy được là với những cái cây củi có đường kính 20 cm thì với cái điện motor một pha này hoàn toàn mình có thể sử dụng được. Và mọi người hoàn toàn yên tâm là sản phẩm sẽ được bảo hành chính hãng bởi VinMart trong vòng 12 tháng. Khi mà các cô chú, anh chị cùng các bạn mình mà mua sản phẩm của VinMart và mình nhận máy thì mình sẽ thấy được là phần dây điện đã có gắn sẵn Automat ở đây rồi. Thì về chúng ta chỉ cần cắm, test và chúng ta thử máy thôi. Cái Automat này sẽ giúp cho điện lưới nhà chúng ta sẽ ổn định hơn, an toàn hơn trong quá trình mà mọi người vận hành. Nếu có sự cố xảy ra thì cái Automat này sẽ tự động gạt để sẽ không bị ảnh hưởng đến điện lưới của gia đình mình. Thì bây giờ hãy cùng đến với video thực tế để trải nghiệm cái sản phẩm này cùng với VinMart ạ. Khi mọi người cắm điện thì chúng ta sẽ đập bật Automat ở đây. Máy quay và chúng ta có thể nhìn thấy là cái đầu chẻ củi của chiếc khá là chậm bởi vì chiếc máy này sử dụng motor tốc chậm với tốc độ vòng quay là 1400 vòng trên 1 phút. Cái cây củi này nó khá là bé nên là thường cái dòng bổ củi này thì mình sẽ khuyến khích khách hàng là sử dụng cho các cái cây đường kính từ 20 cm, 15 cm trở lên thì mình đã sử dụng được với cái này rồi. Mọi người thấy đấy, bổ củi, cái phần củi ra rất là mượt và rất là đẹp. Vừa rồi thì em cùng với quý vị và các bạn chúng ta đã được có những trải nghiệm thực tế với sản phẩm này. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng thì cô chú, anh chị cùng các bạn mình có thể liên hệ trực tiếp theo số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website maymocviet.vn. Sản phẩm mà cô chú, anh chị và các bạn mình cần thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp để VinMart có thể tư vấn cũng như là hỗ trợ mọi người một cách nhanh chóng nhất. Và cảm ơn mọi người đã xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.